Hello, xin chào các bạn. Và như tôi đề các bạn cũng đã biết thì hôm nay mình sẽ không review về laptop hay là mình cũng không review về desktop, mà mình sẽ review về một sản phẩm, đó chính là All-in-One. Vâng, All-in-One thì nhiều bạn cũng đã biết rồi, và nhiều bạn cũng đã chưa biết thì nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. All-in-One là một sản phẩm tích hợp tất cả trong một, tức là các bạn sẽ có màn hình này, các bạn sẽ có case tích hợp trong một cái tạo thành chiếc All-in-One. Và ở đằng sau mình đây đang là chiếc All-in-One HP Eliteone 800G4, một sản phẩm mới nhất đến từ HP. Và các bạn nhìn thấy nó khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Các bạn sẽ rất phù hợp cho các bạn để trên những cái không gian làm việc đẹp này, hay là nó sẽ tăng cái tính sang trọng của bạn lên. Và chiếc All-in-One HP Eliteone 800G4 mình đang có trên tay đây là một sản phẩm cao cấp. Nó có mức giá đâu đó khoảng 38 triệu đồng. Và dĩ nhiên thì nó sẽ có một phiên bản thấp hơn, đó chính là phiên bản sử dụng CPU Core i5. Nó sẽ có mức giá đâu đó khoảng 25 triệu đồng. Và lên các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái phiên bản phù hợp để bạn sử dụng nhá. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu chiếc HP Eliteone 800G4 này, xem nó có những đặc điểm nổi bật để phù hợp với một doanh nghiệp nhá. Ok, bắt đầu thôi. Ok, thì đầu tiên mình sẽ điểm qua một chút về ngoại hình và hình dáng chiếc Eliteone 800G4 này nhá. Điểm nhấn đầu tiên mà các bạn nhìn thấy đó chính là chiếc HP Eliteone 800G4 mang cho mình một phong cách thiết kế rất là lịch sự và gọn gàng. Toàn bộ viền máy được thiết kế bằng nhôm rất là chắc chắn, ốp phía sau vẫn làm bằng nhựa và logo HP được đặt tại phía sau của thân máy. Phía trước là ba viền màn hình cực kỳ mỏng, độ mỏng chỉ vào khoảng 0,9 cm. Điều này sẽ khiến chiếc màn hình trở nên rộng rãi hơn, không gian làm việc của bạn trên chiếc màn hình này cũng sẽ rộng lớn hơn rất là nhiều. Webcam không được tích hợp trực tiếp trên viền của màn hình mà được giấu khá kỹ càng ở phía trên của máy. Để kích hoạt camera, các bạn chỉ cần nhấn và giữ là camera sẽ tự động bật ra cho các bạn sử dụng. HP Eliteone 800G4 sở hữu camera kép trước và sau có độ phân giải 1920x1080 pixel. Camera tích hợp micro kỹ thuật số kép cho phép các bạn hội họp, chat video call với chất lượng hình ảnh và âm thanh vô cùng sắc nét và âm đàm thoại được tốt hơn rất là nhiều. Mặt khác, khi kết hợp với hai jack phone bên trái của máy thì chúng ta sẽ có một cuộc hội họp tập thể nhưng hoàn toàn độc lập với nhau, vô cùng tiện lợi phải không nào? Hơn thế nữa, camera trên HP Eliteone 800G4 còn có cảm biến hồng ngoại nên hỗ trợ thêm cả tính năng nhận diện khuôn mặt người dùng, khiến chiếc All-in-One này trở nên bảo mật và đăng nhập cũng tiện lợi hơn rất là nhiều. Bên cạnh hai jack phone là một ổ đĩa DVD read-write dùng để đọc đĩa và ghi hình. Mình thấy nó vẫn rất cần thiết cho những người dùng là khách hàng doanh nghiệp. Phía dưới đèn máy chúng ta sẽ có hai khe tản nhiệt ở hai bên, luồng gió mát sẽ được hút trực tiếp qua hai khe tản nhiệt này. Tản nhiệt trên HP Eliteone 800G4 cũng được HP làm khá là tốt, khi mà mức nhiệt độ thổi ra ngoài trên hai khe tản nhiệt là khá là cao, lên đến gần 50 độ, nhưng toàn bộ máy vẫn chỉ giữ ở mức 32 độ, khá là mát mẻ. Tiếp theo ở phía dưới, chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.1 Gen 1, trong đó sẽ có một cổng có thể sạc được cho các thiết bị di động ngoài ngay cả khi tắt máy, một jack cắm mic, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, 4 cổng VTI1 Gen 2, một cổng VTC và cuối cùng là một cổng mạng LAN của G45. Và tiếp theo là nút bấm nguồn. Ở phía bên phải là bên tay một chạm được tích hợp trực tiếp bên hông của thân máy. Mặt trước trên Eliteone 800G4 thì các bạn sẽ thấy một cái giải loa huyền thoại, đó chính là giải loa BNO. Giải loa này thì được HP thiết kế khá là đẹp mắt ở phía đằng trước. Và giải loa này thì các bạn cũng hay thấy trên những dòng cao cấp như là dòng Spectre của laptop này, hay dòng NV của laptop này. Và giờ HP đã tích hợp trực tiếp trên All-in-One của mình, rất là tuyệt vời đúng không? Chân đế là một điểm cộng đáng giá trên HP Eliteone 800G4. Chân đế có thiết kế siêu chắc chắn, không hề có hiện tượng rung lắc khi sử dụng. Đây là một điều vô cùng cần thiết trên một chiếc máy tính All-in-One, đặc biệt là một chiếc máy All-in-One sở hữu cho mình một chiếc màn hình cảm ứng đúng không ạ? Không chỉ thế, chân đế trên HP Eliteone 800G4 có thể xoay theo nhiều hướng khác nhau. Chân đế có thể kéo lại, nâng lên, hạ xuống theo đúng tầm nhìn của các bạn, giúp các bạn có thể dễ dàng nhìn ở màn hình ở mọi góc độ khác nhau. Các thao tác ngồi gõ văn bản hay khắc họa hay những bản vẽ hoặc là chỉnh chiếu trên chiếc màn hình cảm ứng cũng vô cùng dễ dàng. Vâng, và bên trong ba cái viền màn hình mỏng này, các bạn sẽ thấy một cái màn hình có kích thước là 23.8 inch, độ phân giải Full HD cùng với tấm nền IPS. Các bạn nhìn thấy hình ảnh cũng khá là sắc nét ở mọi góc độ đúng không ạ? Màn hình cảm ứng đa điểm trên HP Eliteone 800G4 sử dụng khá là mượt mà, kết hợp với kiểu thiết kế hiện đại của chân đế. Đặc điểm này sẽ giúp các bạn sử dụng chiếc HP Eliteone 800G4 để làm việc, để phác thảo hay để hội họp với phong cách vô cùng chuyên nghiệp. Mặt khác, màn hình trên HP Eliteone 800G4 có độ bao phủ màu khá là cao, lên đến 98% sRGB, 76% Adobe RGB và 71% LTSC. Độ sàn tối đa đạt khoảng 250 nits. Ok, và các bạn cũng đã thấy thì cảm ứng đặc điểm trên HP Eliteone 800G4 cũng khá là ok rồi, và hình ảnh thể hiện cũng khá là sắc nét, cộng thêm cả cái độ sáng đạt khoảng 250 nits thì anh em sẽ có thể sử dụng cái chiếc máy này ở ngoài trời hay là ở những cái nơi mà có cường độ ánh sáng cao và khá là ok đúng không? Ok, và đó là tất cả những gì về ngoại hình của chiếc HP Eliteone 800G4 mà mình muốn giới thiệu cho các bạn.
Và bây giờ mình sẽ điểm qua một chút về cấu hình của nó nhá. Thì trên chiếc Eleven 800G4 này sẽ được sở hữu một cái CPU khá là mạnh. Đây mình nói là một CPU thực thụ của Redstock. Vì sao? Nó được sở hữu CPU Core i7 8700 với 6 nhân và 12 luồng, vô cùng mạnh mẽ. Đi kèm theo đó là hiệu năng của 2 nhân mà mình đã đo thực tế. Hiệu năng đơn nhân thì là được khoảng độ 4.2GHz và đa nhân là đạt khoảng độ 3.25GHz. Vâng, và với cái hiệu năng như này thì các bạn sẽ rất dễ để các bạn có thể làm về đồ họa này, làm về render này, hoặc là thậm chí các bạn có thể làm về dựng phim 2D và 3D một cách khá là ok, đúng không? Vâng, để có một cái đánh giá trực quan nhất về chiếc Eleven 800G4 thì mình cũng đã test một số phần mềm thực tế như là Cinebench R15 thì cho ra kết quả khá là khả quan. Với điểm đơn nhân là 194 điểm và điểm đa nhân đạt đến 1.335 điểm. Còn điểm đa nhân trên Cinebench R20 lên tới 2.945 điểm và điểm đơn nhân là 474 điểm. Tổng hiệu năng trên PC Mark 10 thì mình đo thì nó được tới 4.770 điểm, khá là cao đúng không ạ? Ok, đó là về CPU. Còn tiếp theo sẽ là RAM, cũng không thể thiếu ở trên chiếc Eleven 800G4 đúng không ạ? Chiếc Eleven 800G4 của chúng ta sở hữu một thanh RAM 16GB với tốc độ khá là cao lên đến 2.600MT trên giây. Và các bạn vẫn có thể nâng cấp thêm một thanh RAM 16GB nữa vì ở trong này có một slot trống nhá. Và tiếp theo đó chính là chiếc ổ cứng HDD với dung lượng là 1TB cùng với tốc độ vòng quay là 7200rpm trên 1 phút. Và nhiều bạn thắc mắc, sao trên một cái siêu phẩm như này mà lại vẫn là HDD đúng không ạ? Vì mình cũng giải thích luôn. Vì chiếc HP Eleven 800G4 này sinh ra là dành cho các hàng doanh nghiệp, vậy nên là cái dung lượng sẽ là cái được ưu tiên hàng đầu. Và khi các nhà sản xuất hướng đến thì họ sẽ tính toán đến cái dung lượng ổ cứng là sự ưu tiên đầu tiên. Vậy nên để giảm chi phí thì họ sẽ lắp ổ HDD vậy thôi. Nhưng các bạn cũng đừng có lo, các bạn sẽ vẫn có một khe M.2 PCIe cho các bạn nâng cấp ổ cứng tối đa lên đến 1TB, thoải mái đúng không ạ? Vẫn rất là ok. Ok, và như mình nói ban đầu thì HP Eleven 800G4 sinh ra không phải dành cho game thủ, nhưng máy cũng được trang bị thêm cả các đồ họa rời RX 560 khá là mạnh mẽ. Và mình cũng thử chơi một số game phổ thông trên HP Eleven 800G4 thì cũng khá là ok. Ví dụ mình chơi game CSGO với mức thiết lập là cao nhất thì các bạn biết không? Mức FPS vẫn khá là cao, sẽ giữ ở mức là 100 đến 150 FPS. Các bạn chơi vô cùng mượt mà. Ok, thực tế thì game thì mình chỉ test mỗi CSGO thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mấy cái game phổ thông như là PUBG hoặc là Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn hoàn toàn chơi khá là mượt mà trên chiếc Eleven 800G4 nhé. Và tiếp theo thì mình cũng test trên một số phần mềm như là Adobe Premiere, là phần mềm chuyên để dựng phim đó. Và một phần mềm nữa là AutoCAD 2014. Thì mình dùng nó khá là mượt mà, nó không hề rực nát. Hay khi các bạn render một cái bộ phim HD ở trên Premiere ấy thì nó khá là mượt mà nhá, nó không hề chậm đâu, rất là nhanh. Và một chiếc máy tính hướng đến đối tượng là khách hàng doanh nghiệp thì mình nghĩ chắc hẳn là cái bảo mật của nó cũng không thể nào thiếu đúng không ạ? Và cũng giống như những dòng Eleven ở trên laptop thì Eleven ở trên Orion One của HP cũng được trang bị rất nhiều các công nghệ bảo mật khác nhau. Và điển hình như là hai công nghệ bảo mật là HP SureClick giúp bảo vệ máy tính của bạn trước các trang web hoặc các file PDF trong trình duyệt bị lây nhiễm malware, ransom hoặc là virus. Và thứ hai là HP SureStart Gen 4 thì bảo vệ chiếc máy tính của bạn khi mà các bạn khi BIOS bị lỗi thì nó sẽ tự động phục hồi và được tăng cường phần cứng từ HP SureStart Gen 4 giúp khôi phục lại BIOS nếu BIOS bị lỗi. Hệ thống âm thanh BO trên HP Eleven 800 chất lượng âm thanh rất to và hay, đặc biệt được sự hỗ trợ của công nghệ khử nhiễu độc quyền của HP mang đến chất lượng âm thanh rất ổn trong các cuộc gọi hội nghị Skype, dù cho các bạn hội họp trong môi trường nhiều tạp âm hay như nào đi nữa. Ok, tổng kết lại, với 38 triệu đồng các bạn sẽ có những gì? Các bạn sẽ có một chiếc All-in-One bao gồm cả desktop, cả một chiếc màn hình và một cái thiết bị nhỏ gọn như vậy. Và nó được thiết kế rất là tinh tế này, nó được thiết kế rất là đẹp mắt này. Vậy nên các bạn để ở nơi làm việc nhìn nó rất là sang trọng đúng không ạ? Và cấu hình khá là mạnh, các bạn sẽ có thể sử dụng nó không chỉ là các bạn làm về văn phòng mà bạn có thể làm nhiều hơn, đó chính là về những tác vụ đồ họa hay là chơi game hay giải trí vân vân, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và mới mức giá là 38 triệu đồng, các bạn nhận xét gì về chiếc Orion Eleven 800G4 này? Hãy để lại comment ở phía dưới video chúng mình biết nhé. Và giờ video mình đã kết thúc, nếu bạn thấy hay đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh chúng mình. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.